làm mưa làm gió tại thị trường Hải Phòng với mong muốn và gia đình ấp ủ bấy lâu nay. Vào buổi chiều ngày hôm nay, nhà hàng Chica muốn ngon Hải Phòng đã có mặt tại khu du lịch Bãi Cháy để đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.